Chào em, xin chào tất cả các bác nhé. Em là Minh Đức, giáo phút sinh Cao Bằng của trường thầy Lương Công. Trong clip hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến cho con nhà mình một bộ dao bếp bản to chuyên sử dụng trong các nhà hàng, quán ăn hay là khách sạn các bác nhé. Ở đây thì là có 3 con dao. Con đầu tiên thì là con chặt xương, con thứ hai là con dao chạy gà vịt, con thứ ba là con dao chuyên thái này. Các sản phẩm này đều là nhà em rèn từ nhíp xe ô tô, bản đen truyền thống, cán gỗ cẩm, chỉ khâu đồng và chốt đồng luôn các bác nhé. Bây giờ thì em sẽ đi vào giới thiệu kích thước để cho các bác tham khảo này. Ở cái dao đầu tiên thì là cái dao chặt xương. Em sẽ đo kích thước vào cái thước này các bác nhá. Lưỡi dài vào, nếu mà mình tính từ sống, tính từ gần cá này đến cái mũi này thì sẽ dài vào khoảng 21 cm. Còn nếu mà mình tính vòng lưỡi lên thì nó sẽ đây, nếu mà từ khoảng đây cho đến đây thì nó sẽ vào 6 cm. Xé dài vào 26,5 cm các bác. 26,6 cm các bác nhé. Nếu mà mình tính theo đường vòng cung thì sẽ dài vào, lưỡi mài bén thì sẽ dài vào 26 cm. Đây. Bản rộng của con dao thì là, tất nhiên là bản lớn thôi, bản rộng sẽ rộng vào khoảng 9,5. Chỗ rộng nhất sẽ vào 9,5. Dày 5 ly, chân chặt xương to, xương ống, chân giò, xương trâu, xương bò đều chặt được này. Cái này thì trọng độ sẽ nặng vào khoảng 900g. Phần mũi này thì nhà em làm cái bản mũi nó rất là dài, rất là thuận tiện. Trong quá trình sử dụng mình có thể vừa chặt vừa lọc, hoặc là cái khoảng mũi này mình có thể gạt thớt rất là dễ dàng. Đây ạ. Cái này thì em đang để với cái giá là 320.000 đồng một con các bác nhá. Cán cầm chỉ khâu đồng, chốt đồng và khâu đồng luôn. Đây ạ. 320.000 đồng một con dao chặt xương. Tiếp theo là con dao chặt gà. Kích thước thì nó cũng sẽ tương tự như nhau các bác nhá, chỉ khác nhau về độ dày và chức năng. Đây ạ, sống dao sẽ dày cỡ 3 ly, bản rộng sẽ rộng vào khoảng 9,5. Và lưỡi dao thì sẽ dài vào 26, khoảng 26 các bác nhá. Nhà em đánh thủ công nên là kích thước thì nó sẽ có sự sai số một chút này. Cái này mình chặt gà, chặt vịt hoặc là mình có thể vừa thái vừa lọc được. Đây ạ. Phần mũi thành nhọn mình có thể dễ dàng lọc khoét thịt này. Cái này thì em để là 300.000 đồng một con. Con thứ ba là cái dao thái này. Cái này thì tất cả các con hàng này thì nó cũng cùng một kiểu dáng. Đây gọi là dáng dao, dáng tàu các bác nhá. Đây ạ. Lưỡi nó vòng lên. Đây rất là dài. Lưỡi cũng dài vào khoảng 26. Bản rộng sẽ rộng vào khoảng 9,5 và độ dày sống của con dao thái này thì sẽ dày cỡ 1,5 ly, chuyên thái lọc thịt. Cây này thì không chặt được các bác nhá, nếu mà chặt thì lưỡi nó sẽ bị mẻ đấy ạ, bởi vì cái lưỡi này khá là mọng nên là không chịu được cái lực lớn. Cái này thì giá em đang để là 280.000 đồng một con dao thái bản lớn như thế này. Cái bản như thế này thì thích hợp dùng cho các quán ăn nhà hàng thôi, còn các bác sử dụng trong gia đình thì cái bộ này nó sẽ không thích hợp cho lắm. Nếu mà bác nào có nhu cầu lấy cái bản gia đình thì nhà em cũng có các bác nhé. Trong video hôm nay thì em lại khá là bận nên là em không mang dao lên giới thiệu để cho các nhà mình hết được. Đây, cái bộ dao này em vừa mới mài xong này. Đây các bác nhìn cái tay của em đấy ạ. Bàn này thì mài hơn 2 tiếng đồng hồ mới xong một cái lô hàng. Tay em thì đang đỏ ửng như thế này. Đây, tay em thì là tay thèn dao nên là tay bị chai, bị bỏng rất là nhiều. Đây, các bác có nhu cầu đặt hàng thì rút điện thoại lên và gọi điện thoại cho em theo số là 0344210967, hoặc là các bác có thể kết nối Zalo với em theo số điện thoại này các bác nhé. Nhà em thì có rất là nhiều mẫu, nhiều kiểu dáng, có dao đi rừng, dao phượt, dao thiết kế, dao mẫu này. Hàng đấy thì các bác sẽ được kiểm tra hàng nên là các bác cứ yên tâm nhé. Trong một tháng đầu thì các bác sẽ được đổi trả hàng miễn phí, sau một tháng thì các bác sẽ được mài sửa lại dao miễn phí. Các bác nhớ cho em là dao nào công năng đấy các bác nhá. Dao chặt xương thì mình chỉ để chặt xương thôi, còn dao chặt gà vịt mình có thể vừa chặt vừa thái được. Còn dao thái thì mình chỉ để thái thôi, không chặt được bất cứ các loại xương vừa và nhỏ các bác nhá, không chặt được bất cứ các loại xương nào đối với con dao thái ở vị trí số 3 đấy ạ. Vâng, còn bây giờ thì em xin dừng lại video em ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi hết cái video của em nhé.